Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sáng ngày 22 tháng 12 tại Quảng Bình, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 25 tháng 8 năm 1911, 25 tháng 8 năm 2021. Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức với quy mô cấp quốc gia, gắn với sự kiện kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2021 và 32 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân, 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2021. Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhằm tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trình bày diễn văn kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lãng hoa chúc mừng. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan Trung ương, lãnh đạo các địa phương, các đồng chí lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các vị đại biểu khách quý, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đại diện nhân dân tỉnh Quảng Bình. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt các thế hệ cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, xúc động nhắc lại những kỷ niệm sâu sắc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước bày tỏ, các thế hệ cán bộ chiến sĩ toàn quân luôn tự hào về quân đội ta, một quân đội bách chiến bách thắng với bề dày gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Tự hào và ngưỡng mộ người anh cả của quân đội ta, một vị tướng tài ba xuất chúng không chỉ của Việt Nam mà còn mang tầm vóc thế giới. Đó mãi là cội nguồn thôi thúc các thế hệ cán bộ chiến sĩ nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng mãi mãi là đội quân chiến đấu, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Ngay trước lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dự lễ viếng, dâng hương, dâng hoa tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Bình tại quảng trường Hồ Chí Minh ở đường Hùng Vương, thành phố Đồng Hới. Thủ tướng và các đại biểu cũng tham quan triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trước đó, ngày 21 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương đã dự lễ viếng, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nơi yên nghỉ của Đại tướng ở khu vực đảo Yến, Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Thưa quý vị, tính đến cuối năm 2020 mới có hơn 1 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây là con số rất nhỏ so với 35 triệu lao động khu vực không có quan hệ lao động. Để nâng độ bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện, cần điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội và bổ sung thêm các chế độ được hưởng của chính sách này. Đây là nội dung được chia sẻ tại tọa đàm Bảo hiểm xã hội tự nguyện và cơ hội tiếp cận của lao động phi chính thức do tổ chức Oxfam phối hợp với mạng lưới hành động vì người lao động di cư tổ chức mới đây. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của lao động phi chính thức là chủ cơ sở, lao động tự làm và lao động gia đình rất thấp, ngay cả khi thu nhập của họ cao hơn chuẩn nghèo. Chế độ hưu trí và tử tuất trong chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc còn có những khác biệt so với bảo hiểm xã hội tự nguyện. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động. Để thực hiện được điều này, cần phát triển hệ thống an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, hiện đại và tích hợp theo các nguyên tắc bình đẳng, công bằng, chia sẻ và bền vững cho tất cả người lao động. Từng bước bổ sung thêm các chế độ bảo vệ trong bảo hiểm xã hội tự nguyện để thu hẹp khoảng cách giữa bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thưa quý vị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vừa tổ chức lễ ghi nhận những đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài qua sự hỗ trợ tích cực phòng chống dịch COVID-19 cũng như triển khai các dự án năm 2021. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã ghi nhận 49 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tích cực hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch COVID-19 với gần 130 khoản viện trợ trị giá hơn 10 triệu đô la Mỹ bằng tiền mặt, vật tư y tế, nhu yếu phẩm, các chương trình đào tạo, tập huấn. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng cảm ơn những đóng góp ý nghĩa của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam, khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của các tổ chức này trong thời gian tới.
Thưa quý vị, mặc dù hoạt động hàng hải chịu tác động lớn từ dịch bệnh COVID-19, song tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam năm 2021 vẫn ước đạt hơn 703 triệu tấn, tăng 2% so với năm 2020. Trong đó, hàng xuất khẩu đạt hơn 184 triệu tấn, tăng 4%, hàng nội địa đạt gần 303 triệu tấn, tăng 5%. Riêng hàng container ước đạt gần 24 triệu TEUs, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu vận tải quốc tế của đội tàu biển Việt Nam vận tải đạt gần 5 triệu tấn, tăng tới 54% so với năm 2020 và được đánh giá là có nhịp tăng trưởng hiếm có. Các mặt hàng chủ yếu vận tải trên các tuyến đi Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, khu vực Đông Nam Á và một số tuyến châu Âu. Thưa quý vị, tính đến sáng ngày hôm nay, tổng lượng xe hàng nông sản xuất khẩu ùn ứ tại 3 khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma của tỉnh Lạng Sơn là hơn 4.400 xe. Việc ùn ứ nông sản kéo dài cả tuần qua đang rất cần sự quyết liệt vào cuộc của các cơ quan quản lý. Tại Lạng Sơn, hiện chỉ còn duy nhất cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đang thông quan. Cửa khẩu Tân Thanh đã tạm dừng thông quan từ ngày 18 tháng 12. Cửa khẩu Chi Ma tạm dừng từ mùng 8 tháng 12. Phía nước bạn Trung Quốc cũng thông báo 14 ngày trước và sau Tết Nguyên đán 2022 sẽ không thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa bảo quản lạnh. Lượng hàng nông sản đang ùn ứ tại các cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn, chủ yếu là dưa hấu, thanh long, chuối xanh, mít và xoài. Phải chờ đợi quá lâu, nhiều mặt hàng bị hư hỏng, nhiều chủ hàng phải lựa chọn giải pháp quay đầu xe, chuyển tiêu thụ nội địa nhằm gỡ gạc phần nào chi phí. Tính đến thời điểm hiện tại thì tôi đã có 18 công hàng quay đầu, chờ xuất khẩu trên 20 ngày nhưng mà không thông quan được. Thì tôi phải quay lại Việt Nam bán với giá rất là rẻ để lấy chi phí đi lại cho tài xế. Và hiện tại vẫn còn đang rất nhiều xe đang chờ ở Tân Thanh. Nước bạn siết chặt các biện pháp phòng dịch, trong khi lượng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu lên các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã vượt quá khả năng thông quan trong thời điểm hiện tại. Mặc dù tỉnh Lạng Sơn đã tích cực khuyến cáo, tuy nhiên vẫn chưa có sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của các địa phương, doanh nghiệp để điều tiết hàng hóa xuất khẩu đưa lên biên giới. Hơn 4.000 phương tiện hiện nay đang chưa xuất khẩu được. Do đó tăng cái chi phí cho các doanh nghiệp xuất khẩu cũng như là xuất nhập khẩu cũng như là vận tải và rất là khó khăn trong cái điều kiện sinh hoạt cũng như là hạ tầng chưa kịp thời đáp ứng. Đẩy nhanh cái việc là buôn bán với Trung Quốc bằng cái theo cái thông lệ quốc tế chứ không theo thông lệ hiện nay là cái mua bán tiểu ngạch rồi trao đổi hàng hóa cư dân biên giới. Từ cái việc mà trao đổi hàng hóa cư dân biên giới thì dẫn đến cái việc là cái thứ nhất là cái thiệt hại như chúng ta đã biết là có thể bị ép giá rồi thì xuống cấp về phẩm cấp chất lượng hàng hóa. Không riêng gì thời điểm này, nhiều năm trước đã từng diễn ra cảnh ùn ứ hàng hóa ở cửa khẩu. Thế nhưng các bộ ngành liên quan vẫn chưa có những giải pháp căn cơ để giải quyết. Chúng tôi cũng rất là mong muốn chính phủ sẽ có những cơ chế chính sách hỗ trợ cho các cái tỉnh biên giới và đặc biệt là như Lạng Sơn là cái địa bàn mà trọng điểm trong cái xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam, có cái điều kiện để mà đầu tư cơ sở hạ tầng, bến bãi rồi các dịch vụ logistics để đảm bảo là cái hàng hóa của chúng ta khi mà nó bị ùn ứ, nó không thông quan được ngay thì có cái điều kiện để bảo quản, đảm bảo được cái chất lượng. Phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã họp khẩn với địa phương và các bên liên quan nhằm có giải pháp khắc phục tình trạng ùn ứ hàng hóa xuất khẩu. Ngoài ra, Bộ cũng phối hợp với cùng nhiều địa phương, ngành hàng để điều tiết xuất khẩu hàng nông sản, thủy sản sang Trung Quốc. Vấn đề kiểm soát ở đối với các nhà máy chế biến thì cần kiểm soát chặt chẽ vấn đề công nhân sản xuất để đảm bảo là không bị lây nhiễm sang sản phẩm hàng hóa. Đồng thời là kiên quyết sẽ không làm thủ tục cho các doanh nghiệp không đảm bảo các cái điều kiện. Nước đến chân mới nhảy là phản ứng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như các bộ ngành liên quan trong việc ùn ứ hàng hóa nông sản xuất khẩu những ngày qua ở cửa khẩu Lạng Sơn. Cần thiết phải có những giải pháp quyết liệt bởi doanh nghiệp đang phải chịu những rủi ro khi hàng hóa hư hỏng không thể xuất đi. Thưa quý vị, chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là hết hạn lắp đặt camera giám sát đối với xe kinh doanh vận tải theo Nghị định 10 năm 2020. Thế nhưng đến thời điểm này, tỷ lệ phương tiện lắp đặt tại nhiều địa phương còn khá thấp, rất khó có thể hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 như quy định.
Sau một thời gian dài nằm chỗ từ tháng 10 đến nay, 120 phương tiện là xe buýt và xe khách của doanh nghiệp này ở Hà Tĩnh đã được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 50% số lượng xe hoạt động vì vắng khách. Và dù cố gắng hết sức, họ cũng chỉ mới lắp camera cho khoảng 20% số phương tiện. Doanh nghiệp chúng tôi nếu mà lắp đặt mà hoàn chỉnh tốt thì phải là tương đương khoảng 700 triệu. Và anh biết đấy rồi, 700 triệu đối với cái doanh nghiệp bây giờ 70 triệu là khó khăn, nhưng 700 triệu là cả một cái vấn đề. Đối với doanh nghiệp chúng tôi là thực ra là cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ thôi. Nhưng mà cảm thấy như vậy có những doanh nghiệp nghìn phương tiện. Đấy, hoạt động trên nhiều lĩnh vực chẳng hạn. Thế bây giờ ra đường thì không đúng theo quy định thì rõ ràng đang là cơ quan chức năng kiểm soát và họ sẽ xử lý đúng theo quy định. Mà trong lúc đó doanh nghiệp thì thực ra là bây giờ sống giờ chết giờ. Hà Tĩnh có 96 doanh nghiệp vận tải với 1.410 phương tiện cần lắp camera giám sát hành trình. Nhưng đến nay chỉ có 909 phương tiện đã lắp đặt, chiếm tỷ lệ hơn 64%. Nói chung thì chỉ hoạt động khoảng 10% được cầm chừng thôi. Thì trong 10% đó, 10% của cái xe hợp đồng, xe hoạt động đó thì khoảng 90, hơn 90 giờ đó phần trăm là những cái xe đó là đã lắp sạc hành trình, vì cái xe đó là điều kiện bắt buộc họ sẵn sàng để vượt qua cái ngưỡng 3 của tháng 12. Cho những xe mà không chạy thì nằm ở bãi cỏ hoặc là nằm ở trong kho thì nó chết lắp, vì lắp không bỏ tiền và cũng lắp làm điểm gì. Ngày 4 tháng 11 năm 2021 thì Bộ Khoa Công nghệ mới ban hành tiêu chuẩn. Thì cái tiêu chuẩn đó hiện nay vẫn chưa công bố. Vậy các phương tiện lắp chưa định đạt tiêu chuẩn nên làm đạt yêu cầu. Thì vấn đề này chúng tôi và cùng với cảnh đó thì là cái kết nối truyền đạt dữ liệu về cơ quan quản lý nhà nước cũng hiện nay chưa biết truyền đạt về đâu. Mới như vậy là nội dung này chúng tôi có cái báo cáo với Tổng cục Đường bộ Việt Nam mà hiện nay thì chưa thể có ý kiến phản hồi. Thời gian tới đây chúng tôi sẽ tham mưu Ủy ban tỉnh để có cái báo cáo chính thức của Bộ Giao thông Vận tải. Bởi vì tại sao cái câu chuyện này để giúp các doanh nghiệp lắp các cái camera đạt các yêu cầu theo quy chuẩn, theo quy định của Bộ Khoa Công nghệ, tránh trường hợp lắp đi rồi lắp lại làm ảnh hưởng tài chính doanh nghiệp trong những dịp đang muốn đặt khó khăn này càng khó khăn thêm. Không riêng gì Hà Tĩnh, nhiều tỉnh thành khác trên cả nước tỷ lệ xe kinh doanh vận tải lắp camera đến nay rất thấp. Theo báo cáo của 63 Sở Giao thông Vận tải, đến nay mới có khoảng 42.000 trong tổng số hơn 200.000 phương tiện kinh doanh vận tải đã lắp đặt camera, đạt tỷ lệ gần 21%. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, sau ngày 31 tháng 12 năm 2021, nếu phương tiện kinh doanh vận tải không lắp camera giám sát sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Thưa quý vị, Bình Dương là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển thương mại điện tử. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, địa phương này vẫn đang hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất thông qua thương mại điện tử với việc ra mắt vận hành sàn giao dịch thương mại điện tử cũng như đẩy mạnh chuyển đổi số. Thay vì phải chờ đợi những chương trình kết nối nhà cung cấp để chào sản phẩm, giờ đây những nhà sản xuất và cả nhà mua có thể tìm thấy nhau thông qua sàn thương mại điện tử BinhDuongTrade.vn. Được thiết kế là một sàn giao dịch thương mại điện tử B2B, B2C và cả C2C. Nơi đây đáp ứng nhu cầu không chỉ cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh mà cả người tiêu dùng. Cái mục đích chính của chúng tôi là thiết kế một cái sân chơi cho các doanh nghiệp để quảng bá sản phẩm và chào bán sản phẩm và bán sỉ. Hiện nay thì trong thời gian chúng tôi mới vận hành thôi nhưng mà cũng đã có khoảng hơn 200 doanh nghiệp, 1.300 sản phẩm đã có mặt trên sàn. Hiện nay chúng tôi tập trung vô một số cái sản phẩm chủ lực mà có cái kim ngạch xuất khẩu lớn, ví dụ như là mặt hàng chế biến gỗ. Chúng tôi có nhiều đối tác cung ứng linh kiện từ Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu để chúng tôi hoàn thành sản phẩm cuối cùng tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó xuất khẩu sản phẩm đi nhiều nước châu Âu. Và hiện tại chúng tôi mong muốn tìm kiếm thêm nhiều đối tác là các nhà cung cấp tại Việt Nam, bởi vì tại đây không chỉ có một thị trường phát triển mà là nơi chúng tôi sẽ tìm được nhiều sản phẩm chất lượng và phù hợp từ các nhà cung cấp. Việc đưa vào vận hành sàn giao dịch điện tử thể hiện sự nỗ lực chuyển đổi số với cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sau dịch COVID-19, phương thức làm việc của các doanh nghiệp toàn cầu thay đổi. Chính vì thế, để các doanh nghiệp địa phương trở thành đối tác của họ thì cũng cần thích ứng nhanh với công nghệ để thay đổi phương thức giao thương. Hiện tại thì người mua hàng vẫn mua hàng
Tuy nhiên cách thức mua hàng của họ đã chuyển dịch từ hội chợ sang phương thức online. Chúng tôi thấy được rất là nhiều tiềm năng cho các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu ở Bình Dương. Thì đó lý do tại sao mà Global Sausage đã đưa ra cái giải pháp là tìm nhà mua hàng trên trực tuyến và đưa ra cái giải pháp là matching online cho các nhà sản xuất cũng như các nhà buyer với nhau. Thì ngành công thương đã xây dựng cái cơ sở dữ liệu ngành công thương. Trên cơ sở quản lý hiện đại của cơ sở dữ liệu thì chúng tôi xây dựng tiếp tục cái chuỗi cung ứng của ngành công thương nhằm tạo ra một cái sân chơi để kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp vừa nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn cũng như doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài để tạo ra một cái thị trường cung ứng, cung cấp, kết nối hàng hóa để phục vụ sản xuất. Theo báo cáo của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, chỉ số Thương mại Điện tử EBI năm 2021 của Bình Dương đạt 14,86 điểm, đứng thứ 4 trên 63 tỉnh, thành của cả nước về phát triển thương mại điện tử, tăng một bậc so với năm 2020. Liên tiếp trong 5 năm, Bình Dương luôn nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu về thương mại điện tử. Trong thời gian tới, tỉnh này đặt mục tiêu 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, 35% dân số tham gia mua sắm trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại, đạt 50%, phấn đấu trở thành đô thị thông minh đúng với định hướng của địa phương.